Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ, hôm nay, ngày 26 tháng 12 năm 2023. Thưa quý vị, theo Bộ Xây dựng, trong năm 2023, các địa phương trên cả nước đã khởi công được 10 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp với tổng số khoảng trên 19.800 căn. Theo đó, có 24 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ đủ điều kiện vay vốn với quy mô trên 20.000 căn hộ, tổng mức đầu tư trên 19.000 tỷ đồng, và nhu cầu vay vốn theo đề xuất của các địa phương khoảng 7.500 tỷ đồng. Theo báo cáo của các địa phương, đến nay, giai đoạn năm 2021 đến năm 2025 cả nước đã có 475 dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp, với quy mô 432.600 căn đã hoàn thành và triển khai đầu tư xây dựng. Thưa quý vị, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố đề án thu hút, giữ chân và phát triển các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành công tác tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu từ nay đến năm 2030 thu hút 350 nhà khoa học xuất sắc về làm việc. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ 2023 đến 2030 sẽ thu hút 350 nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành về làm việc. Trong đó, giai đoạn 2023 đến 2025 thu hút 100 nhà khoa học. Giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030 thu hút 250 nhà khoa học. Đối với các nhà khoa học xuất sắc, trong thời gian 2 năm đầu về công tác, tại các đơn vị trong hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ được đảm bảo cấp một đề tài nghiên cứu khoa học loại C, kinh phí 200 triệu đồng. Năm thứ ba tiếp tục được đảm bảo cấp một đề tài loại B, với kinh phí 1 tỷ đồng. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản về việc đẩy mạnh triển khai giải pháp ứng dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với các hoạt động cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng theo công điện của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động cân đối nguồn vốn, đẩy mạnh chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là nhu cầu vay vốn chính đáng phục vụ đời sống, tiêu dùng của người dân. Đồng thời, yêu cầu tăng cường chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục nội bộ để tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng vay vốn. Cùng với đó, tổ chức triển khai ngay các giải pháp ứng dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng của người dân, xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc áp dụng giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư trong đánh giá khách hàng vay do Bộ Công an cung cấp, bảo đảm hoạt động cho vay an toàn, hiệu quả. Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 24 tháng 12, Hải quân Iran đã tiếp nhận tên lửa dẫn đường mới, với tầm hoạt động lên tới 1.000 km. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ đang gia tăng sau những vụ tấn công của Hamas nhằm vào các tàu đi qua đây. Người đứng đầu Hải quân Iran Sahram Irani cho biết, nước này đã tiếp nhận tên lửa dẫn đường Taler Ayer, với tầm hoạt động 1.000 km. Đây là loại tên lửa thông minh, có thể thay đổi mục tiêu dù đang thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Iran cũng tiếp nhận các trực thăng trinh sát, máy bay không người lái mới, tất cả đều do Iran tự sản xuất. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác thông tin nói rằng nước này đang bị Mỹ gây sức ép không được mở rộng quy mô hoạt động quân sự ở Trung Đông. Ông Netanyahu khẳng định Israel thực hiện chiến dịch dựa trên các tính toán riêng của mình và sẽ không thay đổi điều đó. Phát biểu họp báo, ông Netanyahu khẳng định những thông tin nói rằng Mỹ đã ngăn và thuyết phục Israel không mở rộng các chiến dịch quân sự là sai sự thật, bởi Israel là một quốc gia có chủ quyền, tự đưa ra các quyết định dựa trên những đánh giá của mình và không chịu áp lực ngoại cảnh. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 12, tại thành phố Madrid của Tây Ban Nha, hàng nghìn người đã hóa trang thành ông già Noel để tham gia một cuộc chạy đua từ thiện truyền thống nhằm quyên góp tiền ủng hộ cho Hội Chữ Thập Đỏ. Khi hiệu lệnh bắt đầu, hàng nghìn người đã ùa vào chặng đua náo nhiệt chưa từng thấy này, với tinh thần bừng bừng khí thế. Không chỉ người trưởng thành, mà cả các em nhỏ cũng tham gia đường đua dài 5,3 km dọc theo đại lộ Paseo de la Castellana trong sự hào hứng. Chị Pilar Angara, người tham gia cho biết, Giáng sinh mang đến cho bạn tinh thần hòa cùng tập thể, đoàn kết, và với riêng tôi thì đây là một mục tiêu nhỏ mà tôi muốn thử thách mình. Đến gần vạch đích, bầu không khí vui tươi vẫn không hề giảm nhiệt, với tiếng hò reo vui sướng của rất nhiều người khi đã có chiến thắng của riêng mình, đó là không bỏ cuộc. Nhà tổ chức cho biết đây là một trong những cuộc chạy đua theo chủ đề ông già Noel, quy mô lớn nhất thế giới.
Thưa quý vị, mùa thu hoạch lúa ở Tà Pạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang mang đến cảm giác thanh bình vào những ngày cuối năm. Tà Pạ là ngọn núi nằm trong cụm 7 ngọn núi tạo nên địa danh Thất Sơn, đầy huyền bí ở tỉnh An Giang. Nơi đây, phần đông là đồng bào Khmer sinh sống. Đến đây vào mùa gặt sẽ được tận hưởng cảm giác bình yên nơi đồng quê. Thưa quý vị, hồ nước Hồng Hiller nằm trên đảo Midder ở Tây Australia. Một dải cồn cắt hẹp tách vùng nước này khỏi đại dương, đem lại cho Hiller dáng hình bầu dục với những cây bạch đàn thường xanh mọc xung quanh. Nguồn gốc của màu hồng của hồ vẫn còn là bí ẩn. Trong khi các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu về vấn đề này, khách du lịch trên khắp thế giới vẫn kéo về hòn đảo để chiêm ngưỡng một kỳ quan thiên nhiên hiếm thấy. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.